Vào ngày này năm xưa, ngày 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết chỉ huy quân đội nhà Nguyễn đánh trả thực dân Pháp. Tôn Thất Thuyết sinh năm 1835 và mất năm 1913, thọ 78 tuổi, là quan nhiếp chính của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông làm quan đầu triều trong giai đoạn Việt Nam đang lâm nguy, bên ngoài thì bị quân Pháp xâm chiếm, bên trong thì vua Nguyễn nhu nhược bất tài, trong khi ông luôn chủ trương phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước. Ông là người đã phế lập các vua Dục Đức, Hiệp Hòa và Kiến Phúc của nhà Nguyễn trong một thời gian ngắn do những ông vua này quá bất tài và có ý đầu hàng Pháp, cho tới khi Hàm Nghi, một vị vua có dũng khí chống Pháp, được ông hỗ trợ lên ngôi. Và vào ngày này năm xưa, ngày 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết đã chỉ huy quân đội nhà Nguyễn đánh trả thực dân Pháp, nhưng thực dân Pháp với sự vượt trội về vũ khí hỏa lực đã chiến thắng. Tôn Thất Thuyết đã phải phó tá vua Hàm Nghi đi Quảng Trị tổ chức nghĩa quân chống Pháp, và chính ông nhân danh Hàm Nghi đã ra chiếu Cần Vương, bản chiếu thư nổi tiếng kêu gọi nhân dân Việt Nam yêu nước đứng lên chống Pháp. Toàn bộ gia đình ba đời của ông cũng tham gia kháng chiến và phần lớn đã hy sinh vì nước, được sử sách và nhân dân ca ngợi là toàn gia ái quốc. Người cha là Tôn Thất Đính bị Pháp lưu đày và hy sinh. Mẹ và vợ ông đi theo phò tá vua Hàm Nghi và mất nơi rừng thiêng núi độc. Hai em trai ông là Tôn Thất Hàm, Tôn Thất Lệ cùng hai con trai ông là Tôn Thất Đàm và Tôn Thất Tiệp đều hy sinh anh dũng khi chiến đấu với giặc Pháp. Mấy người con trai thứ và con rể của ông là Hoàng Giáp Nguyễn Tượng Hiền cũng bôn ba ở nước ngoài tham gia các tổ chức chống Pháp. Ngày nay tại Việt Nam, có hàng trăm đường phố ở khắp các địa phương được đặt theo tên ông để ghi nhớ công lao.